Em Quang Vững xin kính chào quý bác. Em Quang Vững hôm nay xin giới thiệu với quý bác ba chiếc đồng hồ Odo 3068, ba vách bệt, được nhập nguyên chiếc từ đất nước Pháp về và âm thanh đều là bản Westminster. Thì trong ba chiếc đồng hồ Odo 3068 này thì có một chiếc đồng hồ máy ba vách, nhưng mà máy ba vách dài, nó chơi được hai bản nhạc. Thưa quý bác, đối với đồng hồ Odo máy 3680 8 búa thì hiện tại em đang có 5 chiếc tất cả. Hiện tại 3 chiếc đang giới thiệu các bác ở đây. Và ngoài ra còn một chiếc này, thì chiếc này thì là máy vách cam rất là rẻ. Đấy, giá chiếc này thì hiện tại có trên chục triệu thôi, rất là rẻ. Đấy. Và ngoài ra còn một chiếc song tiện này nữa, thì máy một vách mà nó là song tiện. Đó. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác cũng như mời các bác thường âm và đánh giá của 3 chiếc đồng hồ được nguyên bản nhập từ đất nước Pháp về hôm nay. Thì đầu tiên xin giới thiệu đến các bác chiếc đầu tiên là chiếc 368 mặt bát giác đứng số nổ số vẽ nhé, xin nói bác, nó là số vẽ 368 số vẽ. Thì chiếc đồng này thì nó có cái mã âm đề là 3156, chiều cao là 65 cm, chiều ngang là 32 cm. Đó, và giá thì em giao lưu có 28 triệu thôi, giá giao lưu có 28 triệu được bác, rất là cực kỳ hợp lý luôn. Thì mời các bác thử âm luôn. Đó, em mời bác thử âm luôn chiếc đồng này luôn. Thì chiếc này thì giấy tờ còn nguyên. Đó, đây mặt số vẽ đây. Mặt số vẽ thì tình trạng còn khá đẹp. Em sau đây binh kỹ bác xem này. Đó, củ gông thì đối 368 bách bệt thì đó đều là củ gông lòng máng bác nhé. Củ gông lòng máng trắng. Đấy, 8 gông, gông có rất là dài. 15 phút của Westminster. Đó là âm thanh của chiếc đầu tiên em giới thiệu. Và chiếc thứ hai tiếp tục xin giới thiệu của bác. Rồi. Thứ hai thì mặt bát giác nằm. Đấy, số nổ học trò. Đấy, kính là rất là đẹp và hoa chạm họa cực kỳ tinh xảo luôn, nhìn kỹ đây. Rất là đẹp và rất là chiếc vỏ mẫu đồng hồ Odo này rất là hiếm thấy, rất là đẹp luôn. Thì chiếc này thì em quên, em chưa để mã, cũng chưa đo kích thước. Thì đây thì tiện em đo kích thước luôn. Mã thì em quên, chưa có để đây. Kích thước thì bác đây em đo được, nó là 39 cm chiều ngang và chiều dài của nó là 69 bác nhé, 69 và 39. Đó, em vừa đo 69 và 39 đây, em mở ra luôn. Đấy, mặt số đây, nhìn là mặt số. Đó, Odo chiếc quả trứng. Và nó cũng củ gông là màng trắng này. Mời các bác thử âm luôn, 15 phút. Đó, âm rất là hay đúng không ạ? 30 phút. Phút. Đó là âm thanh của chiếc số 2 trong 3 chiếc ba bệt. Thì chiếc này thì em chưa có để mã. Thì kích thước em vừa đo bác rồi là chiều cao là 69 và chiều ngang là 39, mà thấy rất là đẹp và số nổ luôn.
Thì trước này thì bác nào cần giao lưu thì em giao lưu bác, trước này cũng rất là giá cực kỳ hợp lý luôn. Giao lưu cái bác là chiếc này là giá chỉ có 39.500.000 thôi, cực kỳ hợp lý luôn đúng không bác? Và chiếc thứ ba trong cái ba bánh bẹt này thì chiếc này thì máy cũng là máy ba bánh bẹt, nó máy bánh dài, thì em sẽ tháo ba bộ máy xem luôn. Đấy, cũng như mà số này bác, chiếc này thì cũng là vân gỗ nổi lên rất là đẹp, hai bên chạm chỗ hai bên và mỗi mặt bát giác nổi trên cài, số nổi trên cài. Thì mời các bác thử âm luôn. Chiếc này thì em để cái mã là 20 2023. Đó, nó là chiều cao là hơi mời một chút này, chiều cao của nó là khoảng 70 cm đi đấy, và chiều ngang là 42 cm. Đó, và chiếc này thì em mời các bác thử âm luôn. Cũng vậy, gông lòng máng trắng này. Đấy, lâu ngày hơi bẩn bẩn một chút, đây bẩn em để nguyên nhé, không có lo chùi gì cả. 15 phút. Rất là hay đúng không ạ? 30 phút. Nghe rất hay không ạ? Nhâm giới thiệu bánh dày hai bản nhạc, bản Webminton, bản Formington. Đấy, 368 và hai bản nhạc. Đây, cần gạt đây này. Em gạt về bản Formington này. 15 phút. Đấy, Formington này rất là hay đúng không ạ? Thì thường thường các bác thích nghe bản nào cũng được. Đấy, thì bắt đây, số nổi chân cài đây. Rất là đẹp luôn, số nổi chân cài. Kim mình tháp bác nhẹ, để em quay kim một tí này. Kim mình tháp. Rất là đẹp luôn. Thì cái chiếc đồng hồ này nó hay một cái nữa là cái bàn nề của nó nhìn này. Bàn nề nó kín từ trên xuống dưới luôn. Nó rất là chắc chắn, cái khóa nó bạn, khóa rất là hay luôn. Khóa bi rất là đẹp luôn. Thì em sẽ tháo cái bộ máy, ba bộ máy ra để bác xem. Đấy, ba vách bẹt như thế nào và tình trạng nó như thế nào, và vách giữa ba vách bẹt thì vách dày nó như thế nào và vách bình thường nó như thế nào. Đó, thì đây em xin tạm thời để điện thoại dưới này bác nhé. Em tạm để như này và em tháo ba cái bộ máy ra để bác nhìn kỹ hơn, ba bộ máy để phân tích và cũng như cả các bác nhìn nó kỹ hơn, rõ ràng hơn, nó kỹ hơn, nó rõ ràng hơn. Đó, em xoay đều xoay ngược lại hết. Bác đợi em một chút nhé, để em tháo ra, em tháo cả ba bộ máy ra để bác nhìn nó kỹ hơn ạ. Đó, tại vì là hiện tại là em còn vững là em quay video bằng điện thoại, bác nhé, bằng điện thoại cho nên một tay em quay và một tay em bấm, cho nên là hình ảnh hết sức là chân thật. Khi mà quay video thì nhiều khi là âm thanh thu nó không chuẩn đâu các bạn. Đấy, nhiều khi là mình nghe thực tế nó rất là hay, nó hay hơn nhiều khi mà mình quay video, tại vì là video của em quay đang muốn đem đến các bác một cái hình ảnh chân thật nhất. Đấy, không có một cái gì gọi là xử lý về hình ảnh hay là âm thanh cả. Có nào thì em để nguyên vậy, đưa lên để giới thiệu các bác, mục đích là giao lưu giới thiệu để các bác sưu tầm, để cái mục đích sưu tầm nó chân thật và rõ ràng hơn. Mục đích của em là như vậy. Thì đây em đã tháo bộ xong được ba bộ máy ra rồi. Thì đây máy ba bánh bẹt đây, nhìn này, ba bánh bẹt đây. Để em quay kỹ bác xem đây, máy ba bánh bẹt đây, để khỏi quả cầm nhà máy không. Đấy, ba bánh bẹt đây, bộ máy ba vách dài đây bác này. Đấy, ba vách dài thì ba bánh bẹt nó có ba cái vách này, nó đều xoáy như nhau. Và chuyện này đều là chuyện quả trứng này. Đó, bác nhìn này, đối với 368 thì số series nó một bên một hàng này. Đấy, số 1 series một hàng này và số 36 cuối cùng này. Đó, thì bác nhìn này, cái máy vách dày thì cái vách này nó rất là dày. Nó dày hơn cái máy bình thường, nó hơn 3/2. Tức là cái kia vách kia dày 2 phần thì vách này dày 3 phần. Bác nhìn rất là dày dặn. Đấy, nhìn này, rất là dày dặn luôn. Và nó không có cái tay thỏ, là cái cánh quạt không có tay thỏ. Và tất cả đều chạy ok luôn. Cái cần gạt hai bà đây, quả máy vách dài đây. Và cái đây là bộ máy vách thường đây.
bộ máy vách thường, ba vách là cũng là vách, cũng là ba vách bệt. Nhìn này, đây là số CD cũng một hàng này, đấy 36 cuối cùng này, các nhìn kỹ cho em này, đấy cũng số CD một hàng ba vách, nhưng mà nó là máy vách, ba vách thường là một tay nó mỏng hơn cái vách kia là đấy, nhìn kỹ đúng không ạ? Tức là nó chỉ có hai phần, độ dày của nó hai phần so với máy kia thôi, em soi rất là kỹ luôn, các bác xem, đó máy ba vách đều có vách xoáy hết, em xoáy nhìn này, nhìn soi bên trên xoáy ấy, đấy em nắp cái đèn pin nhìn này nó xoáy không ạ? Đó, nhiều khi em quay vào điện thoại, nhiều khi em nhìn rõ. Và bộ thứ ba cũng vậy, đấy, cũng là ba vách bệt, đấy nhưng mà cũng là máy vách thường, không phải vách dày nhé. Đấy, vách thường này đấy. Thì đối với 368 vách dày rất là ít, số lượng rất là ít, cũng là số CD1B này đấy, 36 cuối cùng này, đều là chiếc của trứng này đấy, và bây giờ cũng xoáy này, em xoay đèn pin này đấy, nó xoáy đấy. Thì trên đây thì đấy, em cũng vẫn vừa giới thiệu đến quý bác ba chiếc đồng hồ này, ba chiếc đồng hồ Odo 368 ba vách bệt và đều thử âm cho bác. Thì trong ba chiếc này thì có một chiếc vách dày, hai bàn nhạc. Đó, thì em đã đều vào giá hết rồi. Thì riêng chiếc vách dày này thì em xin báo giá lại là em xin giao lưu là 69 triệu đấy, giá hiện tại cực kỳ hợp lý. Và thế là lên cái mã số nổi, cái số nổi kiểu số vuông rất là đắt đấy nhá, cái số nổi kiểu này rất là giá trị đấy, số nổi như em vừa ấy rất là đắt và giá trị, và cái thùng rất là đẹp cẩn thận đấy. Vì thế mà vách dày hai bàn nhạc thì em bán giao lưu 69 triệu, cũng là nếu mà con này nếu là số vé thì nó rẻ hơn nhiều nhá, thì đây là số nổi, cái mã số này cũng trị giá mấy chục triệu đấy bác ạ. Đấy, thì em xin báo giá kỹ cho các bác từng chiếc như vậy. Và chiếc thứ hai thì em vừa báo giá bác rồi, đó là 39.500 đúng không ạ? Và chiếc đầu tiên thì xin báo giá là 28 triệu. Đấy, ba chiếc đồng hồ em xin có vững được giới thiệu của bác, ba chiếc phải báo giá rõ ràng mình dành cho bác nào sưu tầm cũng như thưởng thức âm thanh của ba chiếc đồng hồ này. Thì các bác thích chừng nào thì liên hệ với em Quang Vững, em báo giá chi tiết rồi, và đều là những chiếc đồng hồ sưu tầm nguyên bản và giá trị của nó tuyệt vời, giá trị nguyên bản rất là cao và rất là tuyệt vời luôn, và đã đều được chạy hoạt động cực kỳ tốt. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở cổ Quang Vững với ba chiếc đồng hồ Odo 368, hay gọi là nữ hoàng Odo 368, chơi một bản nhạc Webington. Thì ngoài chiếc vách dài ra thì nó chơi được hai bản nhạc Webington và Formington. Xin cảm ơn và xin gặp lại.